Wrong way. Wrong way, huh? Oh, man. Wrong, huh? No, no, no. Do not enter. Okay. Do not enter. You will ra. Từ từ tiếp đường nha. Mọi người cô Giang cũng được đó chứ. À, có người vô đó kìa. Nó đi lối kia kìa. Đi lộn à, quay cái quay này thì nó mất rồi. Đi tiếp vài dặm nữa. Starting walking directions to 20 Red Bud Lane. In a quarter mile, take a right onto the path. Take a right, huh? Oh, long way nó rồi, đi lộn rồi. Trời ơi. Mấy cái nhà này xây sướng ha, xây cao có lầu. Xây cao cho nước không đó. It's 600 feet. Có quán take a left on Park Street. Ủa? Sao nó chạy lung tung vậy? Proceed to the route. Ảo quá. Có trường học luôn hả? Nó lên trường. À em đang ở khu em đang ở khu khác á. Bây giờ em đang chạy lại đó đó. Bây giờ em điện cho Bruce đó cho rành anh. Không được rồi, được rồi. Được rồi, được rồi. Em đang chạy lại á, em đang chạy lại đó đó. Rồi 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 rồi. Dạ dạ. Đang đi tiếp. Đang gửi thành viên Giang gửi địa chỉ nhà. Có địa chỉ. Nhà sàn giống như ở Đà Lạt quá. Giống Đà Lạt ha. Ừ, có cái nhà đây nè, bên đây nè. Nó xây giống như mấy cái nhà sàn. Không phải. Cái nó vuông vuông vuông. Take a slight left turn. Nít đó nha, coi chị. Ô, đứa chạy qua lại nè. Nãy mấy người này nè. Trường lẽ vô đây hả? À đây nè, đây nè. Phải vô đây nè. Trời ơi, nhỏ xíu vậy. Thấy cậu Giang không vậy? Cậu Giang, mày thấy không? Take a slight left turn. Then the destination is on your right. Tới rồi nè. Tới rồi. Mình đậu xe đâu cậu Giang? Dạ, vô đó đi, có chỗ đậu á. Ok cậu Giang. Dạ. Nhà này nhà mình nè. Dạ. Dưới này mát quá ha. Mưa mà. Dưới này mát quá. Cái chân phía sau xe ấm quá. Rồi, hồi đứa mang đồ ăn lên cho ba. Do you have any trouble finding it? Chào cậu. Chào ông sư. Xa hoàn đứa. You might have parked a, yeah, huh? You might have backed up a little close. Đi vô mẹ. Rồi bưng vô. Vô phụ Giang ơi. Ủa nếu này cũng được hả? Nhà bên đây nè. Ủa sao trường trong anh kia? Đánh đi vòng lại. Ở đây vòng bữa trước. Mình đi cửa sau. Đi sao? Đi ra này. Em chạy cho nó sao? Không, không, không. Ở đây cũng gần hơn. Anh tưởng đồng kia gần hơn. You know that's our house. Yeah, ờ, có quạt nữa sướng ha. Beer. Give me another beer. Để một phong ở trong mặt. Hey, how can he be? He gave me water. Một trà lá và bia bó. This house and then my family stand in that one. Oh. Not far. We need to get a man to get a man to get a man to get a man. Chán dễ có đem để đưa lên xe. Thằng thiếu gì hết ra đấy. Quyền bái, chán dễ thì có mình hỏi đem. Để lên xe đi. Where'd you get it? Hàng lên lầu đi, hàng lên lầu coi coi. Cái gì? What? Lên lầu coi coi phòng hàng coi được không? Lên lầu coi coi. Trời ơi, nhà đã quá. Đã ha? Chị chỉ vậy. Ừ, ok.
hai đứa. À. Bốn đứa con gái. À. Hàng đất. À. Đẹp quá ha, phòng đẹp quá ha. Dễ thương ha. Ờ. À. Thấy cái thì trời, thấy nhà mình thấy chán vậy. Nó xin nhà thì chán vậy. À. Có tiền xuống đây ở được. Ờ. Tùy bốn đứa đây. Bốn đứa đây nha. Bốn đứa gái đây nè bé. À, bốn đứa. Yeah. Rồi. Yeah. Đúng rồi, Thiên Nhi với một món đúng tại Thiên Nhi bự quá. Rồi, phòng nào nữa đâu? Cái này là phòng chị. Ok. Đây là phòng của chị. Ôi, đẹp quá. Ở đây chị chỉ này nè. Ok. Trời ơi, phòng của chị Thí nè, đẹp không? Trang trí nhìn dễ thương ghê. Đây là nhà tắm hả? Đó thui à. Nè, mẹ bây phòng. Giờ á, hàng thiếu đất, nếu mà ngủ hết cái phòng đó ba người thì... Chắc được. Được không? Thằng nghĩ được. Được không? Phòng mẹ đó. Ôi Hải ngủ đâu? Mẹ Hải với Diễm á. Ô nè, ủa không phải có phòng. Có phòng với hai phòng. Ôi đẹp quá nha. Đẹp quá. Ôi, nếu mà mình ngủ mình nghỉ ở chung được không ta? Ờ muốn được. Thường lại muốn mua cho ở chung xíu. Mua đựng căn cái cho người ta thuê khi nào lên chơi á cho mình lên. Lên mình chơi. Có mẹ nữa, anh Hải với mẹ với em ba người. Ba người. Được không con? Được. Ừ. Trên trời. Mua nhà ở đây ở chung vui. Qua nhà Giang chưa? Nhà lúc bên đó có ai? Chú Ca lên hết trơn. Ủa vậy hả? Đi đi. Chú Ca lên trơn. Ủa vậy hả? Ừ. Kìa. Hello Holly. Mua nhà đi. Ở đây đã. Đã quá. Vô đi. Vô lên đất vô chơi. Xin lỗi bà. Well, you know what we should. About 5-6 years ago, I could have bought in for about 500,000. Oh yeah, these are probably $1 million. Very expensive. But maybe 800,000. I don't really know. But đi qua lên và lên lầu chưa? Hả? Go this way. Trời ơi, đẹp quá bé ơi. Ai đây? Có bệnh. Charlie. Rồi anh Kim Định. Đóng nhà đồ đẹp cho em ta nhìn lên. Quên xa xa. So annoying. And then I'm gonna step on your hands. Cái gì trong đó vậy? Oh my god. This is the laundry closet. Oh. Không có thiếu một cái thứ gì vậy nha. Vậy mà mình đem chi cho nhiều vậy? Come here. Huh? So this door you don't twist, you just open it like this. Oh my god. Cái gì trong đó? Ờ, thôi được rồi. À hả, đẹp hả? Dễ thương. Dễ thương ha. Oh my god, I should have known. Come here. This room right here, you see this room right here? Mm-hmm. This is actually this room. Wait. Show your face, I'm not sure. This house was definitely not checked before. Wow. You arrived. Wow. Đẹp quá. Want to stand out in a competitive work environment? Hàng mở cái cửa đèn cửa sổ rồi quay xuống. Thank you.
hai cái nhà kế bên. Bước vô là một cái xích đu quá dễ thương. Hello, it's me you're looking for. Where are you from? Hello, this is you I'm looking for. Hả? Bà ngoại đang hưởng thụ. Mới tắt thanh kiền bạn gọi vậy. Mới đẹp luôn chứ. Cái gì vậy? Vòng vòng trong khó biết đó. Ồ, xài đi. Ta để cho mình xài á. Có lầu rồi. Bấm thử đi. Để mình lên phòng rồi hay sao mà nghĩ vậy? Hello. Đó là bì á. Bỏ qua đi. Trời ơi, ai cũng hỏi Kiều có đi không đấy. Không nghe trả lời trả dấu. Ai mẹ chị Kiều hả? Ừ. Ôi đẹp lắm chị Kiều ơi. Ừ, hết nên tắt rồi. Tắt rồi hả? Đẹp quá, đó quá đẹp. Hồn, tùm lum hết nè. Hồn chiên vô không? Đẹp lắm. Đẹp lắm, đẹp lắm luôn, đẹp lắm. Đang quay nè. Trang trí cũng quá đẹp luôn. Ngày bữa hôm chiều mình đi ăn sáng là sao? Muốn ăn sao ăn, nhưng mà để cho tối không ăn rồi mình mới để chút lạnh. Thì đó, thì ai muốn ăn gì ăn, có bánh bèo nữa đó. Chà, những cái nào ăn trước hoàn từ trước nha, chứ để bánh bèo rồi để qua lâu cũng được. Nào ăn chiều nay. Chút xíu Diễm tới coi nó tính ăn sao. Chị làm cái gà la ve. Ồ, gà la ve. Mở ra thì coi. Chắc chắn là hấp dẫn. Đó, hấp dẫn không? Wow, nhiều quá, ngon quá. Ở lại cái tuần. Nhiều quá. Này cơm chiên nhé. Cơm chiên. Còn Diễm làm đầu nước. Thế không biết Diễm làm đồng nước. Này bánh bèo. Bánh bèo. Còn cái này thằng có đem nồi theo để thằng luộc bún ăn bún rau cuốn. Cái đó là gì vậy? Cái đó. Ăn nha. Mới tới là ăn nè, mới tới buổi chiều là ăn rồi đó. Ngày mai ăn tiếp. Sao cái bánh bèo này không chị thấy? Bánh bèo bà tao nó mặc ngon quá. Hả? Sao? Anh thức khuya là mình đợi gì? Mới vô giờ ăn. Nhưng mà hồi nãy trời mát nha. Ừ, hôm nay mát. Kèo giống bánh bèo ở bún không? Kèo bún á. Cái gà bì dạ, nước mắm ngon. Bánh bèo bì. Mày nhắn gì vậy? Em bánh bèo mẹ ngon nè. Anh bèo đi. Quánh cơm hả? Mẹ có cơm chiên nè mẹ. Cơm chiên. Mẹ ăn cơm rồi. Rồi. Buổi sáng mấy giờ mở? Ừ, sáng mai đâu nha? Sáng mai làm gì vậy? Sáng mai làm gì? Cơm chiên sữa. Anything you want to do. But 5 at 5 o'clock in the morning. Open. You walk, go down to the lake on the jug, you're talking about. They swim, anything. Không ăn, cắt luôn đi.